thạc sĩ quản trị kinh doanh loại giỏi, Đinh Thị Hương. Mình cảm thấy rất vui và tự hào vì đã hoàn thành chương trình MBA của trường. That despite COVID-19, we finally finished our courses and today we have this beautiful event. Tôi đang cảm thấy rất tự hào vì mình và em gái cùng được tốt nghiệp trong một ngày. Đặc biệt là với bản thân tôi khi mà đã trải qua một cái quá trình học tại RMIT, quyết định học thạc sĩ, rồi sau đấy là xin được học bổng, rồi tiếp tục là mình hoàn thành được khóa học này thì cảm thấy rất tự hào. Mình cũng muốn thể hiện sự cảm ơn với bố mẹ và đặc biệt là RMIT đã tạo điều kiện để giúp mình có thể hoàn thành chương trình MBA. Trước khi học Master tại RMIT thì bản thân tôi chưa có những kinh nghiệm về quản trị cũng như là những kiến thức về kinh tế tài chính. Nhưng mà sau khóa học của mình thì hiện nay tôi cảm thấy là mình có thể đảm nhận được những công việc mới và có những thăng tiến trong công việc từ những kiến thức và kinh nghiệm mình đã đạt được. So I received a promotion from my firm and my problem solving skill and my network capabilities has changed drastically. Mình tự tin hơn bởi vì mạng lưới mối quan hệ mình có được từ những người bạn đồng môn, từ các giảng viên cũng như các diễn giả mình đã gặp trong suốt quá trình học. Điều này giúp mình khám phá ra rất là nhiều những cái góc nhìn mới cũng như là những tiềm năng của bản thân liên quan đến việc phân tích tổng hợp và xử lý những vấn đề thực tế trong doanh nghiệp. Thực sự thì ở RMIT thì rất có nhiều điểm thú vị. Đặc biệt thì RMIT có đưa ra một hình thức đánh giá mới, đó là Intern Teaching. Là giảng viên sẽ đánh giá sự tương tác của sinh viên với những sinh viên khác trong lớp. Điều này không chỉ giúp sinh viên có thể tự do chia sẻ quan điểm, ý kiến của mình mà còn có thể giúp cho bài giảng trở nên thú vị và dễ hiểu hơn. Để nói về trải nghiệm của mình tại trường RMIT thì mình nghĩ tới 3 từ. Thứ nhất là resilience, sự bền bỉ. Thứ hai là empower, được trao sức mạnh. Và thứ ba là grateful, sự biết ơn. Trước tiên thì mình phải khẳng định đây là một quá trình nỗ lực bền bỉ, bởi vì là mình cần phải cân bằng giữa việc làm việc toàn thời gian vào ban ngày, làm luận và học vào buổi tối hay cuối tuần, cũng như là vẫn phải dành thời gian chất lượng cho gia đình. Tuy nhiên thì việc học ở trường giúp mình cảm thấy là được trao sức mạnh rất là nhiều, bởi vì nó mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội để có thể phát triển bản thân, không chỉ là trong công việc hiện tại cũng mà còn là sự phát triển về sự nghiệp ở có thể là rất nhiều các lĩnh vực khác trong tương lai. Insightful with a very good teaching experience from RMIT and breezy with our beautiful networking opportunities. Sắc màu là vì từ cái quá trình học cử nhân cho đến thạc sĩ đến giờ thì trải nghiệm tại RMIT luôn mang cho tôi những cái cảm xúc cực kỳ rực rỡ, giống như là màu đỏ thì đấy là những cái lúc mà mình debate rất là rực lửa trên lớp, hoặc là những cái là màu xanh lá cây khi mà các bạn cùng brainstorm một cái ý tưởng mới cho bài tập, rồi những cái lúc mà chạy deadline màu tím gọi là tím ngắt luôn ấy. Đó, thì những cái cảm xúc tại RMIT đối với tôi nó như là một bảng màu, và đặc biệt khi mà bạn đã đi làm rồi thì bạn quay trở lại một cái môi trường học tập với những bảng màu đấy, bạn sẽ cảm thấy là cuộc sống vui vẻ hơn rất là nhiều.